Bài số 17, mình có một cái bảng dữ liệu và mình dò tìm ở phía dưới bảng xếp loại. Thì khi đó mà mình tìm kiếm theo cột á, thì mình sử dụng cái hàm là VLOOKUP. Nhưng mà ví dụ như mình thấy là Trần Minh 5.9, thì phía dưới đây có cái ô, cái cột đầu tiên có 5.9 không? Như vậy nếu mà mình tìm kiếm chính xác thì nó có kết quả gì không? À, nếu như mà mình đi tìm kiếm chính xác, ví dụ như là VLOOKUP nè, mình tìm kiếm là V3 nè, mình tìm kiếm ở trong bảng, mình quét khối từ A15 cho tới là C15, mình nhấn là F4. Rồi, mình cần tìm kiếm ra cột 2. Mình lấy cái tên nè, yếu, trung bình, khá giỏi là cột thứ 2. Mình tìm kiếm chính xác là không. Thì kết quả nó sẽ như thế nào? Nó có tìm thấy thằng nào không? Tại vì 8.6 dưới đây có 8.6 gram. 7.1 có không? 6.8 có không? Do đó là bài này là mình không có tìm kiếm chính xác, mà mình tìm kiếm ở đây là tìm kiếm gần đúng. Gần đúng thì mình cho nó là phẩy phẩy 1. Là khi đó nó sẽ tìm cái giá trị lân cận của nó, nó sẽ cho ra kết quả. Ví dụ 5.9 là từ 0 mà tới nhỏ hơn 5 là yếu, từ 5 tới nhỏ hơn 7 là khá, từ 7 tới nhỏ hơn 9 là giỏi. Rồi nó sẽ lấy kết quả ra tương tự. À, ví dụ là trên 9 thì cũng là từ 9 tới 10 là giỏi. Mình sẽ được kết quả. Thì do đó với bài này vận dụng thì các em dùng VLOOKUP, nhưng mà tìm kiếm của mình là tìm kiếm gần đúng. Là mình phải một vô hoặc là mình cho là gì? Đánh chữ true vô ha, true vô. Rồi. Hàm xếp hạng á thì mình đã học rồi, xếp hạng là mình dùng hàm gì các em? Rank nè. Là mình lấy dữ liệu của mình so với những thằng khác. Rồi mình mới xếp hạng được đúng không? Thì ví dụ như vậy mình lấy cái điểm trung bình. Mình so với tất cả những điểm còn lại. Thì mình quét khối từ B3 cho tới B9, mình nhấn F4. Rồi, mình điểm là nó giảm dần xếp loại, ai mà điểm cao thì hạng 1, thì mình cho là xếp hạng là nó giảm dần, là mình cho nó là 0. Mình đóng ngoặc lại. Như vậy có phải là cái bạn mà có cái điểm trung bình 9.5 là hạng 1 đúng không? Cái bạn mà có điểm trung bình 3.5 là yếu. Trong danh sách này có 7 người thì từ hạng 1 cho tới hạng mấy các em? Hạng 7. Rồi để mà các em mà thêm vào để cộng chuỗi á, thì các em thêm chữ hạng vô. Rồi các em ghép chuỗi thì các em cho chữ N vào cho thầy. N ha, là cộng cái chuỗi. Cộng chuỗi là chữ N chứ không có sử dụng dấu cộng. Đó, nó sẽ được thêm cái chữ hạng nó ghép vào phía trên. Rồi các em hoàn thành bài tập.